Mời. Cảm ơn. Dạ. Chúc mừng nha. Dạ. Chúc mừng. Mừng thôi nôi con trai mình. Cạn ly nha. Cạn ly. Nhìn thấy hai vợ chồng cậu hạnh phúc quá, mình ganh tị quá. Chắc là sang năm mình phải cưới vợ rồi sinh một đứa con nữa. Nói được làm được nha bạn. Bạn kén chọn quá mà. Có cần mình mai mối cho không? Không cần đâu. Cảm ơn nha. Trời ơi, sao con khóc vậy? Mẹ chăm kỳ quá. Cô Duyên lì xì cho con nè. Nhận quà đi con. Chúc con mau ăn chóng lớn nha. Chăm con sao mà nó khóc quá vậy? Con ơi, mà sao nhìn mặt nó không giống, không giống Hoàng Hải tí xíu nào nha. Ba con là da trắng mà sao con da đen đen, giống ai vậy? Hả? Tại cô Duyên và chú Mạnh không biết thôi. Ông cố của mình lai ớn, nên con trai của mình có nước da này có gì lạ đâu. Đúng rồi, cháu đứt con mà giống ông cố như vậy á là tốt lắm đó. Nè, chú Mạnh lì xì cho con. Cảm ơn chú đi. À, cảm ơn. Thiệt ba mẹ làm cái chi mà không dỗ được con để cho hắn khóc hoài rồi không biết. Em tưởng anh ngủ rồi chứ. Em mắc rửa chén với mấy cô ở dưới, giờ mới xong đó. Hôm nay chắc là em mệt lắm. Dạ không. Thôi nồi của con mà, vui quá em quên hết mệt luôn. Ba bệnh không tới dự được, em có buồn không? Ba mệt mà, làm sao đi được. Anh, ngày mai em xin phép mẹ cho bọc con về thăm ông ngoại nha. Thôi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi, khuya rồi. Dạ. À, Linh à. Gì vậy anh? Không có gì. Thôi em đi tắm đi. Dạ. Chào ngoại đi con. Hôm qua thôi nồi của cháu, ba mệt quá, ba không đi được. Ở bên nhà có trách gì ba không con? Dạ không có đâu. Gia đình chồng con đều biết là ba không khỏe mà, cho nên là không có ai trách buồn như ba hết á. Ủa, chồng con đâu? Sao nó không về? Dạ, bữa nay anh phải đi làm. Con xin nghỉ phép mấy ngày để lo thôi nôi cho cháu. Rồi con tranh thủ con qua đây thăm ba luôn.
lên đây. Chị với cháu về chơi kìa. Con ra chơi với cháu đi, ẵm cháu đi chơi đi. Làm cậu gì kỳ vậy? Lại đây, lại đây với chị nè. Em coi á, cháu lớn chưa? Lại bồng cháu đi chơi đi. Giờ thì cậu ấy quen với tôi rồi. Cậu muốn cái gì á thì cậu tìm tôi hà. Nhưng mà có khi lên cơn á, nhiều khi cả ngày không nói câu nào hết trơn á. Dạ, vì sao? Vì dạ cầm thêm cô tiền để chi tiêu chợ búa nha. Cô ơi, tiền cậu hai đưa tôi tháng này còn mà cô. Dạ, vì sao cứ cầm lấy đi mà. Mua thêm quà bánh cho ba với em con nha. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Dì Sáu đã thay con tận tình chăm sóc cho ba với em con. Nói chứ cô đừng có lo. Tôi đã coi nhà cô như là nhà mình lâu lắm rồi. Mà tôi nói thiệt nghe cô, tôi phục chồng cô lắm á. Cậu chỉ là con rể thôi hà. Mà cậu hai chu đáo với gia đình vợ hết sức. Tiền bạc cậu hai chu cấp hàng tháng không nói. Mà lúc nào tới á, cậu cũng dặn tôi, nào là phải chăm sóc cho ba cô, em cô, để cô được yên tâm á. Dạ. Yêu mình nhiều như vậy vì mình mà làm tất cả mọi việc, kể cả chống lại mẹ ruột. Còn mình thì sao đây? Mình đã làm gì cho anh ấy? Nếu như đứa con này không phải là đứa con của Hải thì sao đây? Anh hứa với tôi là anh phải thật bình tĩnh thì tôi mới trao giấy xét nghiệm cho anh được. Dạ. Rất tiếc qua kiểm tra, anh và đứa bé không cùng chung huyết thống. Có nhầm lẫn gì không bác sĩ? Không thể nào như vậy được. Kết quả xét nghiệm của chúng tôi là chuẩn quốc tế, với một đội ngũ chuyên gia cao cấp làm việc. Kết quả xét nghiệm ADN giữa cha và con xác định tỷ lệ huyết thống xác suất là 99.9%. Tại sao? Tại sao? Ôi, mẹ thương nha. Nín đi con, ngoan đi. Sao bữa nào khóc dữ vậy nè? Ôi, mẹ thương. Nè, nín đi con, ngoan ngoan nha. Ôi, mẹ thương. Ôi, chân thương cậu nè. Không biết thương sao mà bữa nay nó khóc dữ vậy nữa. Cô, bữa nay ông bà đi ăn đám giỗ, chỉ có cô cậu ăn cơm ở nhà thôi. Cô muốn ăn cái gì tôi nấu cho ăn. Anh Hải thích ăn hủ tiếu sườn lắm. Để lát nữa giỗ con xong rồi em xuống em nấu cho. Vậy để tôi đi chuẩn bị đồ cho cô nấu nha. Dạ. Ôi mẹ thương nha, đứng nha mà cục cưng. Ơ, à, ba về kìa. Ờ, à, ba về rồi kìa, con nín đi nha. Ô, ba về rồi. Thank you.
Ông ơi ông có làm sao không vậy? Ông có cần tôi gọi cô Linh không ông? Không cần đâu. Đừng làm phiền vợ chồng nó. Ông ơi, ông thấy trong người ông sao rồi ông? Nhìn mặt ông tệ lắm. Không biết. Không biết sao. Tim tôi đau thắt lại. Như có ai đang cầm dao đâm vào. Ông cố gắng đi nha ông. Anh, đừng có làm con nữa đâu. Anh ơi, anh. Anh nín đi cậu, nín đi nhìn cậu nha. Thương nè. Sao cô lại phản bội tôi? Thằng con quan ngoài kia là con của ai? Là con của ai hả? Cô trả lời tôi đi. Sao vậy? Đừng, tôi không sao đâu. Trời ơi, ông học máu vậy mà ông nói ông không sao. Tôi mà không gọi cổ về rồi, ông có chuyện gì cổ trách tôi thì sao? Không sao, lấy cho tôi ly nước là được. Dạ. Em xin anh. Em xin anh hãy nghe em nói. Nghe xong anh có muốn giết em cũng được. Cô nói đi. Cô đã cắm sừng tôi bao lâu rồi? Tại sao cô dám đối xử với tôi như vậy? Tại sao cô dám chà đạp lên tình yêu của tôi? Không có, em không hề phản bội anh mà. Em không có. Vậy thì cô hãy trả lời đi.
Trả lời cho tôi biết, tại sao kết quả ADN cho thấy tôi và đứa con của cô không cùng chung huyết thống? Cô đang làm gì tôi vậy? Cô giết tôi đi! Em biết em đã có tội với anh. Đã bao nhiêu lần em muốn nói cho anh, nhưng mà em không có cơ hội. Và còn, em thấy tình yêu mà anh dành cho em, em sợ. Em sợ anh tổn thương, sợ anh đau khổ. Anh đừng có như vậy mà. Cô tới nhiều, tôi đã bất chấp tất cả để đến với cô, ngay cả người mẹ mà tôi tôn thờ nhất. Tôi đã không nghe lời khuyên của mẹ tôi để chọn cô, vậy mà cô đã phản bội tôi. Cô còn sợ tôi tổn thương sao? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh đừng dội kết tội em mà tội nghiệp. Em sẽ kể cho anh nghe. Em sẽ kể một tai nạn mà mình không hề mong muốn. Tai nạn đó, anh có nhớ ngày mình mới cưới nhau không? Mình và mọi người đã đi chơi ở biển. Linh à, anh yêu em lắm. Cô Tư Giới, anh yêu em lắm, em có biết không? Cô Tư Giới, hãy chịu anh đi. Linh, bố tôi ra. Chịu anh đi mà. Linh, bố tôi ra. Bố tôi ra đi. Chịu anh đi. Anh yêu em rồi. Sự thật lại bị gia dĩ cưỡng hiếp. Em không hề phản bội anh. Đứa bé không hề có tội. Em xin anh, hãy cho em một cơ hội. Em sẽ làm trâu làm bò suốt kiếp này để trả nợ cho anh. Trời cao có mắt, thằng bạn thân duy nhất của tôi và người vợ mà tôi yêu thương hơn cả bản thân mình, họ đã làm gì? Họ đã làm gì sau lưng tôi? Họ ngoại tình, họ ăn ngủ với nhau, để rồi sanh ra cái loại nghiệt chủng ở ngoài kia. Đây là kỷ vật duy nhất mà cô đã tặng cho tôi. Nó rẻ tiền, y như là con người của cô vậy. Thật là kinh tởm khi phải mang nó bên mình. Anh đừng có như vậy. Em xin anh cứ đánh em đi. Anh cứ mắng chửi em đi, nhưng anh đừng có hành hạ mình như vậy. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh có thể coi như là một tai nạn của đời em. Em vẫn yêu anh, em chưa bao giờ phản bội anh mà. Anh tin em đi. Tôi sẽ không bao giờ đụng vào cái thứ đàn bà thối tha lăng loàn như cô. Đánh cô chỉ giơ tay tôi mà thôi. Tôi sẽ ly dị cô. Anh ơi, đừng mà anh.
không biết vợ con có sao không. Nằm trong đó mấy tiếng rồi sao chưa tỉnh lại. Sao nó vô ý mà té cầu thang nặng dữ vậy? Chào bác sĩ, tình trạng con dâu của tôi sao rồi bác sĩ? Cô ấy hiện giờ còn rất yếu, tuy nhiên may mắn còn giữ lại được cái thai. Trời, sao vợ con có thai con không báo cho ba mẹ biết vậy? Con cũng không biết nữa. Thai nhi mới được 3 tuần tuổi, có thể ngay cả người mẹ cũng chưa biết. Tuy không sảy thai nhưng tai nạn va đập cũng đã làm động thai. Gia đình cần nên lưu ý, sản phụ cần được chăm sóc đặc biệt. Con dâu nó bị động thai, nằm trong bệnh viện 1 tuần nay rồi. Hôm nay nó xuất viện về nhà, bà cũng phải để ý tới nó một chút nha. Đừng để nó làm việc nặng nha. Lần này không biết đứa bé sẽ giống ai. Bà không nên nói vậy, con dâu nó nghe được nó buồn, tội nghiệp nó. Ông tội nghiệp nó, ai tội nghiệp tôi? Linh cảm của một người mẹ, một người đàn bà, tôi thấy thằng nhỏ có chí khác lạ, không phải mẫu mụ của nhà này. Chị Hoài. Dạ. Chắc chị đã nghe hết mọi chuyện của vợ chồng tôi. Tôi cấm chị hé môi với bất kỳ ai. Từ nay tôi không muốn thấy mặt của cái thằng này lảng vảng trước mặt tôi. Nhớ chưa? Dạ. Thằng nhỏ ngủ chưa vậy Hoài? Dạ nó mới ngủ xong mà. Chị xuống bếp chuẩn bị cơm nước đi, nấu món gì ngon bổ bồi dưỡng cho con dâu tôi nghe. Dạ. Chồng nó vào viện đó chắc cũng sắp về tới rồi đó. Dạ con biết rồi. Dạ chắc cô cậu về, để con ra mở cổng. À con chào ba. Cẩn thận nghe cô. Dạ thưa ba, con mới về. Con thấy trong người đỡ hơn chưa? Về nhà rồi cũng nên cẩn thận nghe con. Dạ thưa ba con biết, con cảm ơn ba. Vô nhà đi con. Thưa mẹ, con mới về. Dạ con xin phép mẹ, con lên thay đồ để đi làm. Dạ thưa mẹ, con mới về. Cô Hoài đưa Nhật Linh lên phòng nghỉ đi, rồi xuống lo cơm nước nha. Dạ. Dạ, xin phép mẹ và ba con về phòng. À. Vì răng thái độ của thằng Hải đối với vợ nó lạnh lùng như vậy. Cô ngồi đi. Thiên ở nhà có quấy khóc không chị? Không, ở nhà nó ngoan dữ lắm, làm như nó biết thân biết phận của nó vậy đó, cho nên nó không có quấy gì hết đó cô. À, tôi ra ngoài, cô có cần gì thì cô kêu tôi nghe. Thank you.
ông ơi, ông, ông ráng ăn miếng mấy ngày nay rồi, ông đâu có ăn cái gì đâu. Con gái tôi không biết là nằm bệnh viện đã về chưa. Tại sao nó lại vô trong đó? Tôi nghe nói anh đâu có bị động thai nên phải vô bệnh viện để dưỡng. Chắc không sao đâu ông. Ông đừng có lo. Vì sao? Dạ. Gọi vợ chồng con gái tôi nó về gấp. Chắc là tôi không qua khỏi đâu. Hả? Tôi không thể ly dị cô. Tống cô và cái thằng con quan này ra khỏi nhà. Chỉ vì cô đang mang trong mình giọt máu của tôi. Nhưng tất cả đã kết thúc. Thiên đàng này giờ sẽ là địa ngục của cô. Dạ thưa ba, thưa mẹ, con đi làm đây. Ủa, sắp dọn cơm rồi, con ở nhà ăn rồi hãy đi. Mẹ con nói phải đó, ở nhà ăn cơm rồi hãy đi con. Với lại vợ con vừa mới ở bệnh viện về mà, nghỉ một hôm có sao đâu. Dạ thưa ba mẹ, công việc là quan trọng. Chào ba mẹ con đi. Ông có thấy thằng Hải hôm nay của chị lạ không? Ý bà muốn nói chuyện gì? Cách mà nó đối xử với vợ nó, ông không thấy có chị khác sao? Chắc không có đâu. Nó bận công việc thật mà. Ở ngân hàng bao nhiêu làm việc. Alo, tôi nghe đi. Dạ, ông Hồi đang hấp hối, ông qua liền đi. Được, tôi qua liền, qua liền, qua liền. Ai gọi rồi ông? Bà Nhật Linh đang hấp hối. Bây giờ tôi phải đưa con dâu qua bên đó gặp anh Xui lần cuối. Bà gọi điện liền cho thằng Hải, nói nó bỏ việc, qua ngay. Con bình tĩnh nghe Linh, con đang có thai đó. Ba ơi, con về rồi nè ba. Ba nói với con cái gì đi ba. Linh, đừng khóc, đã đến lúc ba đi rồi. Không, ba đừng có nói như vậy. Ba sẽ không sao đâu. Ba đừng có bỏ về em con nha ba. Linh, ba xin lỗi hai đứa con. Ba đã không là một người cha tốt của các con. Chỉ vì sự ích kỷ, lòng hận thù mù quáng với mẹ các con mà ba đã sống khắc nghiệt với chị em con. Tha lỗi cho ba. Ba ơi, con chưa bao giờ trách hận ba. Con hiểu vì sao ba lại như vậy. Chỉ cần ba khỏe mạnh, ba sống với chị em con là con hạnh phúc rồi. Ba đừng có bỏ chị em con mà ba ơi. Hải, con vô nhanh đi con. Ba vợ con sắp đi rồi. Chồng con Linh, lại đây. Ba có lời muốn nói với con lần cuối.
bà giao Nhật Linh lại cho con. Con đã từng hứa với bà yêu thương, chăm sóc nó đến suốt đời. Bà muốn con hứa đi, hứa lại với ba một lần nữa, bà mới yên tâm xuôi tay nhắm mắt. Kìa Hải, con nói gì với ba vợ con đi con? Dạ, con hứa. Nếu mà con phản bội nó, ăn hiếp con gái của ba, cho dù làm ma ba cũng không tha cho con đâu. Ba. Anh ra đi thanh thản nghe. Tôi hứa sẽ chăm sóc và coi Nhật Linh như con gái của mình vậy. Cảm ơn, tôi cảm ơn anh. Ba ơi. Dạ ông bà. Dạ thưa ông bà, ba của cô Nhật Linh khi nào thì quả táng ạ? Đưa đi thiêu, hốt cốt rồi đem về nhà thờ. 49 ngày rải xuống biển là xong một đời người. Rửa cho xong, chờ tiền bạc mô mà mua được chôn. Gợi hữu cốt lên chùa, chứ cũng phải đóng cả chục triệu. Tiền nợ đâu ra, cũng là ở trong lưng thằng Hải. Bà đừng có nói như vậy. Thằng Hải nó bỏ tiền ra lo cho cha vợ nó cũng tốt thôi. Như vậy mới phải đạo làm con. Nhưng có lẽ anh xui đã biết trước chuyện này rồi, nên đã dặn dò con dâu khá kỹ. Giờ thì tụi nó phải làm theo tâm nguyện của anh xui thôi. Người nghèo có nhiều quyền lựa chọn hay sao? Thôi tôi mệt quá, tôi phải đi nằm một chút. Đừng có kêu tôi dậy ăn cơm nha. Kêu thầy cúng xả tang cho tôi liền đi. Tôi là dân làm ăn, đeo mấy cái này xui lắm. Anh, em muốn xin anh một chuyện. Khóc nè, chơi với em. Cậu tỉnh chứ. Em muốn xin phép anh cho em ở lại đây thắp nhang cho ba đêm nay. Ngày mai em và cậu sẽ về nhà. Cô và nó ở đâu thì liên quan gì tới tôi? Nè Kỉnh à, làm gì đi con? Hình như cậu hai có vấn đề đó cô. Tôi thấy cậu khác lạ lắm, hình như là biến thành người khác đó cô. Chuyện càng ngày càng tồi tệ với gia đình của cậu chủ. Đúng lý ra giờ này cậu chủ phải ở bên đó để phụ với cô Linh. Không biết
biết sao mà cứ ngồi đó nhậu bí tỉ gì không biết nữa. Cậu hai ơi, cậu hai, cậu hai có sao không cậu hai? Cậu hai ơi, vào đi. Đêm qua chắc uống nhiều rượu lắm phải không? Sao Duyên biết? Người mình quan tâm thì nhìn lướt qua một cái là biết liền rồi. Hãy uống đi, nước cam sẽ làm cho đầu óc tỉnh táo hơn. Cảm ơn Duyên. Hải có chuyện gì đúng không? Có chuyện gì vậy? Nếu được thì cũng nên chia sẻ với bạn bè một chút. Không có gì, Duyên đi làm việc đi. Mình cần đọc báo cáo, để đầu giờ chiều có cuộc họp với cổ đông. Duyên. Nè, làm cái gì mà nhìn chằm chằm vô cánh cửa? Có vẻ tâm trạng quá vậy.
Mạnh có thấy dạo này Hải rất là lạ không? Gương mặt rạng rỡ của một người đàn ông hạnh phúc trước đây không còn nữa. Chuyện gì xảy ra với gia đình họ Mạnh biết không? Làm sao mình biết được? Mình thấy cậu ta vẫn bình thường mà. Nè, đừng có đứng ở đó mà lo bò trắng răng. Ráng giờ ní mà nó vẫn chưa về. Xưa tới chứ, có khi mô mà hắn đi khuya dự rửa. Bà cứ đi ngủ trước đi, để con canh cửa cho cậu hai cho. Được như ông là thành tiên, nằm xuống là ngủ liền. Tính ông vô tư xưa chừ, chỉ khổ cho cái thân của tôi. Lo lắng một chút là không thể nào chợp mắt được. Con trai, mẹ có lỗi với con, nhưng nhất định mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ sẽ vì con mà đánh đổi tất cả. Mẹ chỉ mong con khôn lớn trong sự bình yên. Hải ơi, giờ này anh đang ở đâu? Sao không về nhà? Em đã làm gì anh khiến cho anh thay đổi như vậy? Là em có tội với anh. Đừng chạm bằng tay vào bẩn của cô và người tôi. Nín đi con. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô mang nó qua ngủ với người giúp việc. Đêm nay tôi không muốn thấy nó trong phòng này. Em xin anh, thằng bé nó vô tội mà. Em xin anh đừng có đối xử với con tàn nhẫn như vậy. Anh muốn hành hạ em bao nhiêu em cũng cam lòng, nhưng mà con nó còn nhỏ lắm, nó cần có mẹ mà anh. Cô nói tôi tàn nhẫn với mẹ con cô, nhưng là ai, là ai đã đâm dao vào trái tim tôi trước? Là cô và thằng bạn thân đã phản bội tôi, giờ bắt tôi hàng ngày phải nhìn thấy đứa con quan của hai người. Em hiểu sự tổn thương sâu sắc của anh, nhưng xin anh hãy rộng lượng, mở lòng từ bi cho em và con một con đường. Trong đời người ai mà không từng trải qua những tai nạn. Anh hãy coi chuyện từng xảy ra giống như một tai nạn bất đắc dĩ với em. Em đâu có muốn nó xảy ra với mình như vậy đâu. Em yêu anh. Anh ơi, anh đừng để chuyện này làm thay đổi cuộc sống của chúng ta có được không? Xin lỗi, tôi không phải là thánh sống. Tôi á chỉ là một thằng đàn ông bình thường. Tôi có thể đóng kịch với cô trước mặt mọi người, nhưng tất cả đã chấm dứt ở đây. Làm ơn đem nó đi khuất mắt tôi, hạn chế cho nó xuất hiện trước mặt tôi. Bắt đầu từ ngày mai cô cũng nghĩ vậy luôn đi. Tôi cấm cô
bước ra khỏi nhà nửa bước. Trong mắt của tôi, giờ cô chỉ là một con ở, không hơn không kém. Đi! Vì phải chơi nốt trò chơi vợ chồng với cô trước mặt mọi người nên tạm thời cô vẫn ở chung phòng với tôi. Nhưng tôi thề sẽ không bao giờ chạm vô người cô cho tới chết. Sao mọi chuyện lại tồi tệ tới như vậy? Em đừng có khóc nữa. Nhìn em như vậy, chị đau lòng lắm. Mà không biết phải làm sao hết. Hôm bà cô mất tới nay, nó sụt mấy ký đó cô. Tôi dỗ dành hoài, mà cậu đâu có chịu ăn đâu. Tối ngày chỉ có khóc, hết gọi cha rồi gọi chị. Chị ơi, chị cho em theo chị ơi, em sợ. Bây giờ chị biết phải làm sao đây. Chị không thể đưa em về cùng với chị được. Chị còn hai cháu nhỏ phải lo. Chị không thể quyết định chuyện này. Hay là cô Linh về năn nỉ chồng cô đi cô. Nói cậu cho thằng Kỉnh về bển ở với cô. Nói thiệt với cô chứ tôi thương nó bao nhiêu á, thì tôi với nó chỉ là người dưng thôi. Nó cần cô. Anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Hiện tại mối quan hệ giữa con và gia đình chồng không có được tốt. Làm sao con có thể đề nghị là cô mang thêm em mình? Nói thiệt với cô chứ hổm rày tôi thấy cậu hay lạ lắm. Trước kia tôi thấy cậu đối xử tử tế với gia đình cô bao nhiêu á, thì bây giờ lại lạnh nhạt với cô bấy nhiêu. Có chuyện gì xảy ra với vợ chồng cô hả cô? Dạ cũng không có gì. Vợ chồng thì tránh sao để khỏi va chạm được chứ. Nhưng mà anh đối xử với con cũng rất là tốt, chị đừng có lo. Bà sống khôn thác thiên. Bà phù hộ cho hai chị em con cùng hai đứa cháu ngoại của ba luôn mạnh khỏe bình an nha ba. Lúc trước nè, mẹ, con mời mẹ. Ba mẹ về quê định chừng nào vô lại? Lần này về là dỗ từ đường của dòng hồ Nguyễn bên mẹ con. Ba mẹ dự trù bỏ tiền ra để xây dựng lại lăng tẩm cho khang trang hơn. Mình bỏ tiền, ngoài kia người ta bỏ công. Nhưng phải giám sát làm theo ý mình, để họ làm ẩu coi không được. Còn sức khỏe, ba mẹ cứ đi chơi thông thả. Mai mốt có muốn đi cũng không được. Con dự tính chừng nào sinh? Dạ, còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa con sinh. Vậy tôi với bà tranh thủ đi nghe. Còn quay về kịp ngày con dâu sanh đó. Nó sinh thì có bác sĩ y tá lo rồi. Tôi với ông ở nhà thì làm được cái chi. Sao bà lại nói vậy? Bác sĩ y tá họ chỉ làm nhiệm vụ đỡ đẻ thôi. Còn chuyện chăm sóc là chuyện của gia đình mình. Ba mẹ đừng có lo, cứ đi chơi thoải mái.
Vợ con sanh lần thứ hai rồi, mọi chuyện cứ để con sắp xếp. Chăm một lần hai đứa nhỏ không có dễ đâu. Ba mẹ đừng có lo, hai đứa nó đều là con vàng con ngọc của con mà. Con sẽ chăm sóc tụi nó chu đáo. Con nói vậy là bà yên tâm rồi. Nhưng dạo này con hay về khuya lắm, cố gắng thu xếp để về nhà sớm hơn với vợ con. Con cũng vì công việc mà ba, bất đắc dĩ lắm á mới đi ăn nhậu với khách hàng. Con cũng yêu vợ và quan tâm tới cô ấy hàng ngày. Anh nói vậy đúng không bà xã? Ăn đi em. Cho dù anh hận em tới như thế nào thì em vẫn yêu anh. Vì các con, mẹ sẵn sàng hy sinh cuộc đời này. Mẹ sẽ bảo vệ, che chở cho các con cho tới hơi thở cuối cùng. Alo, cho tôi đặt một phòng VIP. Nhớ chọn cho tôi vài cô chân dài, đẹp đẹp để phục vụ rượu nha. Ok, khoảng 6 giờ tôi sẽ tới. Hãy biết ăn chơi gái gú từ lúc nào vậy? Trước kia ngoan lắm mà. Vợ chồng của Hải chắc chắn là có chuyện gì đó. Hải tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng là mình thấy không phải như vậy. Chúc mừng dự án của chúng ta đã thành công. Vô. Vô. Chúng tôi có được khoản vay này cho một dự án lớn, công đầu phải nói là nhờ ơn của tổng giám đốc MT Bank đã hỗ trợ.
Tất nhiên là tôi cũng đã ưu ái cho các anh, nhưng cũng theo nguyên tắc tài sản và dự án của các anh thế chấp đạt tiêu chuẩn thẩm định của ngân hàng. Em nói thật, nếu không có tác động của anh thì còn lâu tụi này mới nhận được số tiền dài. Dạ, công ty em có chút quà, mong anh nhận cho. Tôi là tổng giám đốc ngân hàng, có quyền cho vay. Nhưng nói thật, tôi cũng cần những khách hàng tốt, có tiềm năng trả nợ. Chỉ mong công ty của các anh làm ăn khấm khá, trả lãi trả gốc đúng thời hạn là được rồi. Dạ dạ, tất nhiên rồi, tụi em xin mời anh một ly. Dạ mời anh. Mời. Em dễ thương quá à. Uống đi anh. Uống với anh một ly nè. Vô. Vô. Chị Hoài. Dạ. Chị đi ngủ đi, đem canh cửa chồng em cho. Giờ này mà cậu vẫn chưa về. Từ bữa ông bà đi Huế cho tới nay, ngày nào cậu cũng đi nhậu cho tới khuya hết á. Cậu thiệt là quá đáng khi bỏ bê cô mà. Ảnh còn công việc của ảnh mà chị. Cô bầu bì không có nên thức khuya. Cô đi ngủ đi, để tôi canh cửa cho nha. Chắc cậu về đó, để tôi mở cửa. Anh này. Chị Hoài, chị dọn phòng ngủ dành cho khách. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đó. Cậu Hai, sao cậu có thể làm như vậy được hả cậu Hai? Từ bao giờ mà ô xin nhà này có quyền đặt câu hỏi với chủ vậy? Đi ngay đi. Cô có sao không cô? Tại sao anh lại có thể cư xử tàn nhẫn với em như vậy? Tôi chỉ trả lại những gì cô đã từng đối xử với tôi thôi. Trò chơi phải công bằng thì mới hấp dẫn chứ. Anh, hay là mình ra khách sạn đi. Ở đây em sợ lắm. Em đừng có lo. Người đàn bà này không có tư cách xen vào chuyện của mình. Xong thì ly dị đi. Làm sao có thể sống như vậy được? Em từng là một đứa trẻ không có mái ấm đúng nghĩa. Em còn muốn các con của em lặp lại quá khứ của mình. Cuộc đời em coi như chấm dứt từ lâu rồi. Em sống là vì các con thôi. Cô là người hiền lành, tử tế đàng hoàng. Sao lại phải rơi vào nghịch cảnh như vậy hả cô? Cô đứng lên đi. Tôi đưa cô vô phòng ngủ. Nếu vì con thì thôi, bỏ qua hết tất cả mà sống cô à. Đừng có để ý gì ngoài hai đứa nhỏ nghe con.
Ly con. Cô ngủ ở đây. Ơ, anh làm sao vậy? Không thắc mắc, im miệng lại và ngủ đi. Ngày mai á, cô sẽ nhận được tiền hậu hĩnh. Uống đi. Biết ba má chồng của Linh đi du lịch cho nên là tôi mới rủ Linh ra đây uống nước. Lâu lâu phải thư giãn chút xíu chứ ở nhà hoài như tù nhân đó. Mình còn con nhỏ, bầu bì cũng lớn nữa, nên không muốn đi đâu hết. Có chuyện này tôi muốn hỏi Linh, nhưng mà Linh không có được giấu tôi nha, phải nói thiệt nha. Có phải mối quan hệ của vợ chồng Linh đang có bất ổn đúng không? Nhìn Linh tiều tụy, ánh mắt buồn rầu như vậy không có giấu được ai đâu. Nếu mà có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết, không có để trong lòng hoài sẽ phát điên lên đó. Nếu Linh muốn khóc thì hãy khóc đi. Bởi vì khi khóc, nước mắt rơi ra sẽ làm lòng mình nhẹ nhàng hơn. Mà cũng tại Linh tự chuốc khổ cho mình thôi. Ai cũng biết hoàn cảnh của Linh với hoàn cảnh của Hải không có tương xứng với nhau. Thì làm sao mà Linh sống chung với gia đình chồng được? Vì tình yêu, Linh có thể vượt qua tất cả. Nhưng mà vấn đề là giữa Linh với anh Hải. Tôi cũng linh cảm cái chuyện này lâu rồi mà không dám nói với Linh. Có phải là vì thằng bé không? Sao Duyên biết? Bộ anh Hải nói gì với Duyên hả? Không, Hải không có nói gì hết. Nhưng mà tôi nhìn thấy sự khác lạ của thằng bé, cũng như thái độ của Hải gần đây trong công ty rất khác. Tội nghiệp, thằng nhỏ không có tội tình gì hết. Nó chỉ là kết quả của một vụ cưỡng hiếp, mà mẹ nó chỉ là nạn nhân. Có chuyện đó luôn á hả? Nhưng tại sao hồi đó Linh không nói cho tôi biết? Bạn bè không có tin nhau hả? Tại vì Linh cũng không có chắc chắn, thì làm sao nói cho Duyên biết được. Cho đến lúc anh Hải quăng tờ giấy xét nghiệm ADN vô mặt mình, lúc đó mình mới dám chắc Thành Thiên không phải là con của anh Hải. Thôi nín đi. Và kể từ lúc đó, vợ chồng mình sống với nhau trong cảnh như rơi vào địa ngục. Bây giờ
Bây giờ bà phải bình tĩnh lại, rồi kể cho tôi nghe hết từ đầu. Bây giờ tôi thật sự tôi cũng đang quáng lên đây. Mà sao lại có thể có chuyện đó xảy ra chứ? Linh với Hải rõ ràng là một cặp đẹp đôi mà ai cũng ngưỡng mộ mà. Hết rồi, tất cả đã hết rồi. Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày mà mình hạnh phúc nhất. Duyên có nhớ cái ngày tụi mình đi chơi ở biển không? Vào đi. Ồ, đi đâu mà đẹp vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt cho nên là mặc đẹp thôi. Hết giờ làm việc rồi, Hải rảnh không? Nếu mà rảnh thì đi ăn cùng với Duyên. Hôm nay là sinh nhật của Duyên, Duyên mời. Ủa, hôm nay là sinh nhật của Duyên hả? Ừ. À, mình xin lỗi là không có nhớ. Không cần phải xin lỗi đâu, chỉ cần Hải đi ăn cùng là được rồi. Ok. Hôm nay mình cũng không có hẹn với ai, mình sẽ đi ăn với Duyên. À, Duyên muốn đi đâu? Mình sẽ đưa Duyên đi, coi như là quà mừng sinh nhật cho Duyên. Không cần đâu, mình đặt chỗ rồi. Duyên mời đầy đủ bạn bè hết rồi hả? Sao thông báo với mình trễ vậy? Khách mời đặc biệt chỉ có mình Hải thôi. Ủa, sao có mình Hải? Duyên thích như vậy, mà hứa rồi không có được từ chối. Ok, không tất hứa. Đi. Chúc Duyên sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Hải. Hôm nay mình muốn uống say một bữa. Hải đồng ý chứ? Ok, không say không về. Alo. Linh hả con? Dạ, thưa ba, con đây. À, ba đang bận công việc với mấy người bạn, chắc ba về trễ đó. Con vô xem mẹ con coi có cần gì không nghe. Mẹ con không quen đi máy bay nên giờ này còn mệt đó. Dạ, chiều nay mẹ không có ăn cơm, con có nấu chút cháo mà mẹ chỉ ăn được có chút xíu à. Thôi để con đi pha sữa cho mẹ. Ờ, con giúp ba chăm sóc mẹ nha, một lát ba về liền. À, mà chồng con về nhà chưa vậy? Dạ, dạ chưa. Cái thằng này ngày nào cũng đi nhậu. Để ba nói chuyện với chồng con. Thôi ba cúp máy đi nghe. Dạ, con chào ba. Thôi Duyên đừng uống nữa, say rồi. Duyên say hả?
Mà không biết là Duyên đang say cái gì. Say rượu hay là say tình? Đâu, rót giùm ly rượu. Yêu một người có phải là cái tội không? Tôi đang thất bại hay là cái người đàn ông trước mặt tôi đang thất bại? Nhưng mà anh ta lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, mỹ mãn với cái hạnh phúc chết tiệt của mình. Duyên ăn nói lung tung cái gì vậy? Mình chỉ cảm thấy thương cho cái cảnh con tu hú mà nuôi con chèo béo. Tội nghiệp cho bạn quá à. Sao Duyên biết chuyện này? Chuyện đó không có gì là quan trọng hết. Nhưng mà Duyên đau lòng. Hai hiểu không? Duyên đau lòng khi thấy người đàn ông của mình yêu một người phụ nữ khác. Và càng đau lòng hơn khi thấy người đàn ông đó không tìm được hạnh phúc như ý. Uống đi. Hãy mình yêu Hải, chỉ cần ở bên cạnh Hải, nhìn thấy Hải hạnh phúc là Duyên cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng mà từ khi mà Duyên biết được sự thật của Hải, Duyên càng cảm thấy đau lòng hơn. Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy Hải? Một người thì muốn dâng hiến tất cả mọi thứ, từ tâm hồn thể xác cho người đàn ông mình yêu, nhưng mà không được đón nhận. Trong khi người đàn ông mình yêu thì lại đi yêu một người phụ nữ khác. Tưởng cô ta là đoan chính nhưng thật ra cô ta là loại phụ nữ khốn nạn. Tại sao vậy? Được, tôi sẽ ngủ với bạn thân của cô, như cô đã từng lên giường với bạn thân của tôi. Mẹ ơi, mẹ có trong đó không mẹ? Mẹ ơi, mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Chị Hoài. Chị Hoài ơi. Dạ. Mẹ ơi. Chị Hoài. Bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Bà chủ sao vậy bà chủ ơi? Mẹ bà ơi, chủ. Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Bà chủ ơi.
Con lại ghế ngồi nghỉ một chút đi con. Con không sao đâu ba. Đừng cãi ba. Cái thai con cũng sắp tới ngày sanh rồi đó, phải cẩn thận chứ. Ngồi xuống đi. Không biết mẹ con có sao không? Tới giờ này mà vẫn chưa tỉnh lại. Con cầu xin trời Phật phù hộ cho mẹ con được tai qua nạn khỏi. Mẹ từng đối xử khắc nghiệt với con mà con không giận mẹ sao? Dạ, con không bao giờ trách mẹ đâu. Mẹ có những lý do chính đáng của một người mẹ để làm như vậy. Chung quy cũng vì quá thương con cái thôi. Thôi con về nghỉ đi, con đã thức cả đêm rồi. Dạ, một mình ba ở đây sao con về được. Hay là đợi khi nào anh Hải vô rồi con về. Cái thằng thiệt tệ, nó dám đi qua đêm. Điện thoại lại không được. Lần này ba không bỏ qua cho nó đâu. Ba, mẹ con sao rồi ba? Đêm qua con đi dự sinh nhật của người bạn, uống say quá nên con ngủ quên ở nhà nó. Điện thoại con lại hết pin. Sáng nay con định về nhà để thay đồ, chưa kịp thay con nghe chị Hoài báo con chạy vô đây ngay đó. Ba cũng không biết nữa, mẹ con vẫn chưa tỉnh. Đêm qua xảy ra chuyện, chỉ có mình vợ con ở nhà. Một mình nó đưa mẹ con vô cấp cứu đó. Tới lúc đó bà mới hay. Để con tìm bác sĩ hỏi xem tình trạng của mẹ con sao rồi. Cái thằng thiệt tệ, không hỏi thăm vợ được một câu nữa. Dạ, chắc là tại ảnh lo cho mẹ quá. Đừng trách ảnh nha ba. Con lúc nào cũng binh chọc. Dạo này ba thấy nó hư lắm rồi đó. Đã ăn nhậu rồi còn dám đi qua đêm nữa. Thôi con về đi, ở đây có ba với chồng con rồi. Dạ, hay là ba về nghỉ đi, con và anh Hải ở đây trông mẹ là được rồi. Đừng có cãi lời ba, để ba ra nói tài xế đưa con về. Trời mưa lớn quá. Con cứ về đi, có gì ba sẽ nói lại với chồng con. Về nghỉ ngơi đi con, coi chừng là ảnh hưởng tới cái thai đó. Dạ, vậy con về để nghỉ ngơi một chút. Ba có cần gì thì gọi điện về, rồi con đem vô cho ba nha. Ừ, được rồi. Mời khách hàng số 2. Dạ. Dạ, chị Kiến nghe. Anh Kiến gì vậy? Hai. Nè, làm cái gì bà vui giống như mới trúng số vậy? Còn hơi là trúng số nữa. Nè, chỗ bạn bè, bật mí cho mình nghe một cái coi. Rồi sẽ có lúc nhưng mà chưa phải là bây giờ. Dạ, tổng giám đốc mới gọi điện thoại tới báo em hủy cuộc họp sáng hôm nay ạ. Tại sao vậy? Dạ, nghe nói mẹ của tổng giám đốc nhập viện cấp cứu tối hôm qua ạ. Trời, mẹ của Hải nhập viện tối hôm qua. Chắc sáng nay Hải mới biết rồi. Ủa, sao Duyên biết là sáng nay Hải mới biết là tin mẹ của cô ấy nhập viện vậy? Bộ hôm qua hai người đi với nhau suốt đêm à? Đâu có, chỉ là do Duyên đoán như vậy thôi. Tại vì nếu như mà Hải biết thì đêm hôm qua Hải đã báo cho tụi mình rồi. Em thông báo với mọi người buổi cuộc họp sáng nay đi. Chút nữa anh và Duyên sẽ vô bệnh viện coi sao. Hả? Dạ. À Duyên nè, một lát nữa giờ nghỉ trưa mình với Duyên sẽ vào bệnh viện thăm bác xem sao. Ừ. Vậy nha. Ba, ba tỉnh rồi hả? Ba thấy trong người sao rồi? Ráng tôi lại ở đấy. Ba không nhớ gì sao? Đêm qua bà vô phòng tắm rồi lên cơn đột quỵ té bất tỉnh. Con xin lỗi mẹ. Đêm qua con đi dự sinh nhật của một đứa bạn, con say quá nên ngủ quên ở nhà nó. À, mẹ thấy trong người sao rồi mẹ?
đầu óc choáng váng. Chị nhìn thấy đom đóm trước mặt, còn tay chân mần răng mà không nhấc lên được. Bà mới bị choáng, mê man cả đêm giờ mới tỉnh lại, từ từ rồi mới hồi phục chứ bà. Dạ, thưa ba, thưa mẹ, con mới tới. Anh, con xách cái gì mà nhiều vậy? Sao không ở nhà biểu cô Hoài đi cho? Cần gì á thì anh về lấy. Em cứ ở nhà nghỉ đi. Em nấu cháo đem vô cho mẹ. Em đem đồ cho anh thay luôn. Mẹ đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn cô, tôi chưa chết mô. Kìa bà, con đã quan tâm tới bà, sao bà lại nói như vậy? Đêm qua tôi và thằng Hải không có ở nhà, chính con dâu là người đưa bà vào bệnh viện cấp cứu đó. Nó mà không phát hiện kịp thời, không biết giờ bà ra sao rồi. Mẹ có thấy đói không? Con cho mẹ ăn chút cháo nha. Mẹ không muốn ăn chi hết. Hay là để con lau người rồi thay đồ cho mẹ nha. Đợi mẹ khỏe rồi mẹ ăn sao? Con có đem đồ cho mẹ nữa. À phải đó, ba với thằng Hải ra ngoài đi, để vợ con thay đồ sạch sẽ cho mẹ con rồi ăn. Chứ người rít trấm ăn làm sao mà ngon. Mình nghĩ đi. Dạ con chào bác. Con chào bác. À hai đứa. Bác gái sao rồi bác? Tình trạng bác gái không tốt lắm, có thể bị liệt nửa người do di chứng đột quỵ để lại. Bơi à, gì đó con thay đồ cho mẹ xong rồi. À vậy hả. Mấy đứa cứ việc đứng đây nói chuyện, bác vô trước với bà ấy. Dạ. À. Tội nghiệp quá à. Đang bầu bì sắp sanh rồi mà cứ đi tới đi lui chăm sóc cho mẹ chồng hoài. Ráng lên nha. Có gì đâu, đó là bổn phận với trách nhiệm của mình mà. Mình chỉ cầu mong sao cho mẹ mau khỏe lại. Nghe nói đêm qua cậu không về nhà, bác gái cấp cứu mà cậu không biết. À... ba không biết phải nói sự thật ra sao với mẹ con. Nếu mẹ con biết mình không thể đi lại bình thường được nữa, chắc là mẹ con sẽ rất sốc. Con nghĩ tạm thời đừng vội nói với mẹ điều này. Bác sĩ cho ra điều trị ngoại trú, mình mời thêm bác sĩ đông y chuyên về vật lý trị liệu để tập cho mẹ. Biết đâu bệnh của mẹ con sẽ phục hồi. Khả năng vận động bình thường trở lại là rất thấp. Hiện một bên người mẹ con đã bị liệt, ngồi lên nằm xuống phải có người đỡ đần. Tội nghiệp vợ con, bầu bì như vậy mà không quản ngày đêm luôn chăm sóc cho mẹ con chu đáo. Mời mẹ. Mẹ có sao không? Cô muốn tôi chết phọng răng mà nóng dữ rứa. Dạ con xin lỗi mẹ, để con thổi thêm. Con mời mẹ. Cô trút cả gành mũi vô đấy có phải không? Mặn chạc dư ri, rắn mà tôi ăn được. Dạ, để con đem con nấu lại cho mẹ nha. Mẹ ráng chờ con một chút. Tôi biết mà, cô vẫn căm ghét tôi. Chưa có cơ hội, tôi nằm một chỗ rồi, cô tha hồ mà trả thù, đúng không? Mẹ,
Mẹ đừng nói như vậy mà con mang tội với trời đất. Con một lòng chăm sóc mẹ, con mong cho mẹ mau khỏi bệnh. Thôi, để con nấu lại cháo khác cho mẹ nha. Tôi không tin cô có tấm lòng Bồ Tát. Được sao gì cô cũng chịu không nổi mà lừa cái bộ mặt thật của cô ra chỗ mà coi. Thiên! Thiên! Cái thằng này nó phá nhà nữa, để cô vô cô đập nó. Thôi, nó còn nít mà nó biết cái gì. Còn nóng quá. Linh! Ra đây! Cô coi chừng nó cái kiểu gì vậy hả? Con vô đưa cháu để chị Hoài giữ đi. Mà con cho mẹ ăn chưa vậy? Dạ mẹ đã ăn rồi. Thôi con đi vô coi chừng nó đi. Dạ. Có phải giữa vợ chồng con có mâu thuẫn gì không? Sao dạo này ba thấy con đối xử với con Linh không giống như lúc trước vậy? Không có gì đâu ba. Dạo này áp lực công việc nhiều cho nên con hơi cáu gắt một chút. Con cũng không có nhiều thời gian để dành cho cô ấy. Vợ con là đứa ngoan hiền hiếu thảo. Mẹ con đối xử hà khắc với nó như vậy, nhưng từ hôm bả nằm xuống cho tới nay, Nhật Linh đã chăm sóc cho bả hết sức tận tình. Mặc dù mẹ con luôn khó chịu và tìm cách gây gổ với nó. Mọi người phải thông cảm cho người bệnh. Đang bình thường, bỗng nhiên mẹ lại nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều bất tiện. Mẹ sinh ra cáo bẳn cũng đâu có gì lạ. Nếu con biết mẹ mình như vậy, con phải thương và động viên vợ con nhiều hơn chứ. Ba với con là đàn ông, giờ một tay vợ con phải chăm sóc cho mẹ, lại phải chăm sóc luôn cho đứa nhỏ nữa. Hai đó hả? Con vô bệnh viện gấp đi. Vợ con nó chuyển dạ rồi, chị Hoài đang đưa đi. Ba phải ở nhà chăm sóc mẹ và thằng nhỏ. Con đừng có để vợ con một mình trong bệnh viện, nó tủi thân đó. Tôi mừng cô mẹ chồng con vui nghe. Em cảm ơn chị. Nhìn là biết cha em bé rồi nha. Nhìn em bé giống cha y như tạc vậy đó. Nhìn em bé mắt to mũi cao giống y như cha của nó vậy đó. Mà con gái giống cha thì vào ba họ à nha. Có gì á, chị cứ bấm chuông ở đây nha. Dạ. Nhớ là cho em bé bú sữa mẹ thường xuyên nha. Dạ. Ba ơi, con bé nó giống con y như đúc. Con sẽ đặt tên cho nó là Kim Ngân. Kim Ngân là ngân lượng đó ba. Con bé sẽ là thần hộ mệnh cho con làm ăn phát tài. Con gái của con sau này á sẽ là một quý bà giàu sang phú quý. Dạ, dạ. Thank you.
Duyên, biết tin gì chưa? Tin gì? Nhật Linh sinh em bé rồi đó. Mình với Duyên vô bệnh viện thăm em bé đi. Tưởng chuyện gì? Ủa, vợ của người ta sanh chứ có phải vợ của Mạnh sanh đâu mà hào hứng dữ vậy? Thì tại vì Hải và Nhật Linh đều là bạn của mình mà. Thấy họ sinh đủ nếp đủ tẻ, hạnh phúc như vậy, mình phải vui mới đúng chứ. Bộ Duyên ganh tị với hạnh phúc của bạn mình hay sao? Mạnh nghĩ tôi là ai mà tôi phải ganh tị với cái điều đó. Muốn đi thăm Nhật Linh phải không? Đi, đi ra ngoài kia mình mua cái gì đó vô thăm hai mẹ con đó. Chuyện vợ chồng giữa tôi và cô coi như đã chấm dứt từ lâu. Cô thừa biết điều đó. Nhưng mà trước mặt con, tôi muốn cô đóng cho tốt vở kịch của một gia đình hạnh phúc. Cô có làm được không? Anh không thể cho em một cơ hội sao? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh đừng có nhớ tới chuyện không may kia nữa. Tôi đâu có ở dưới gầm giường. Lúc cô và thằng khốn bạn thân của tôi ân ái với nhau, làm sao mà tôi biết được cô bị hãm hại? Hay là cả hai lao vào nhau như điên lên? Cái thứ ngoại tình lén lút lúc nào cũng mạnh mẽ. Không phải như anh tưởng tượng đâu. Anh đừng vì điều này mà tự dằn vặt mình, rồi dằn vặt cả em nữa. Hai đứa nhỏ vô tội, chúng cần một mái ấm thật sự mà anh. Cần tình yêu thương thật sự của cha mẹ, không phải những vở kịch. Nếu cô không chấp nhận điều kiện của tôi đưa ra, thì hãy ôm đứa con quan kia bước ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Cô đừng hòng chạm vào đứa con gái này của tôi. Cô cứ việc lựa chọn. Tôi không ép cô phải sống chung với tôi. Cô có biết là tôi khinh bỉ cô lắm không? Nhưng vì con gái của tôi mới chịu đựng cô. Mời vào, mời vào. Hết giờ làm việc á, là tụi mình tranh thủ vô thăm hai mẹ con Linh ngay. Nè, có món quà gửi cho hai bà. Cảm ơn nha. Bà khỏe chưa? Sao mới khóc hả? Vẫn còn đau hả? Là mẹ hai con rồi, nhưng bà xã mình vẫn còn nhõng nhẽo lắm. Nhìn thấy con gái xinh xắn mạnh khỏe, vui mừng tới nỗi không cầm được nước mắt. Đôi khi quá vui cũng làm cho con người ta rơi nước mắt mà. Có quyền chứ. Nè, hai bạn cho mình nhìn mặt công chúa cái coi. Cứ tự nhiên. Wow, con bé giống Hải quá. Y như là hai cái khuôn bánh in vậy. Giống quá, giống y hệt Hải. Không thấy giống thằng anh nó chút nào. Vậy là hai ông bà hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Trai có, gái có, còn gì bằng nữa. Thiệt á, lại ganh tị với hai người quá đi. Ngồi dậy uống nước đi em. Với mình á, vợ con là nhất trên đời này. Phước ai nấy hưởng, làm sao mà mấy người ganh tị được. Nói thiệt nha, vợ chồng của cậu thật là đẹp đôi. Chúc hai người ngày càng hạnh phúc hơn với hai thiên thần nhỏ của mình. Con bé nó giống hệt thằng Hải hồi còn nhỏ bà. Nhìn nó dễ ghét lắm. Khi mô thì mẹ con nó về nha. Nhật Linh nó sanh thường. Bác sĩ nói nó nằm khoảng 4 năm bữa gì đó rồi về. Nhưng con Linh một mực đòi về sớm, vì nó sợ tôi và cô Hoài chăm sóc bà không chu đáo. Ông nè, ông nói thiệt lòng cho tôi nghe. Ông có nghi ngờ chi thằng Thành Thiên không? Ông có nghĩ đó là cháu nội của mình không?
Bà, tôi cũng không biết nữa. Nhưng thấy thái độ của thằng Hải đối với thằng nhỏ cũng lạ lắm. Nhiều lần tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với nó, nhưng nó đều né tránh. Ông hãy hiểu cho tôi. Dù cho tôi biết con Linh là đứa ngoan hiền, nhưng tôi không dung nạp được nó, cũng vì nhiều lý do. Bà, tôi với bà cũng gần đất xa trời rồi, nên cởi không nên buộc. Cho dù con cái nó có lỗi lầm gì cũng nên tha thứ bỏ qua. Điều quan trọng là cả nhà được sống cạnh bên nhau hạnh phúc là đủ rồi. Ông ơi, mẹ con Linh ở bệnh viện về rồi ông ơi. Để tôi ra bồng con bé vô cho bà coi mặt nha. Ừ. Đây, ông nội coi cháu nè. Chà, cháu nội của tôi đây nè. Trời ơi, cục vàng, cục bạc của tôi đây nè. Thấy thương quá đi. Hoài à, dạ. Ấm lên lầu cho bà nội nó coi mặt chút đi. Dạ. Chị Hoài ơi, ghét. Thành Thiên đâu rồi? Dạ, nó chơi ở dưới bếp đó cô. À, đi lên lầu gặp bà nội nghe. À. Đây đây đây, cháu nội của bà đây. Bà coi coi có xinh không? Mẹ, mẹ thấy nó giống con không mẹ? Giống, giống hệt như lúc mẹ sinh con ra. Dạ. Con cũng như ri này. Dạ. Đây đích thì là cháu nội của mẹ rồi. Bà phải mau khỏe lại nghe, để còn chơi với cháu nữa đó. Thưa mẹ, con mới về. Con mệt, đi về phòng mà nghỉ đi. Vô đây mừng chi? Con nó vô thưa bà đó mà. Dạ, mẹ có ăn uống được không? Ngày mai mẹ muốn ăn gì thì để con nấu cho mẹ nha. Con về phòng nghỉ đi, mới sanh được có mấy ngày, đừng có vội làm gì hết nghe. Dạ. Cháu nội của ông đâu, để coi. Coi kìa, cái con mặt thấy ghét chưa? Giống hệt mặt cha nó à. Trời, cục cưng của ba, cục cưng của ba ha. Đèn sáng lắm. Đi vô phòng với mẹ nha. Đi con. Mẹ đi sanh em bé, con ở nhà có nhớ mẹ không? Em gái con dễ thương lắm. Mẹ chỉ hy vọng khi lớn lên hai anh em con sẽ luôn yêu thương nhau nha. Cho dù có chuyện gì xảy ra với mẹ, mẹ cũng sẽ bảo vệ hai anh em con suốt đời nè. Vợ chồng của Hoàng Hải đúng là một cặp trời ba. Bây giờ thì đủ trai, đủ gái, hạnh phúc của họ ngày càng nhân đôi. Nhìn như vậy chứ không phải như vậy đâu. Ông phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ý của Duyên nói vậy là sao? Có những bí mật của họ mà mình biết được. Thật ra thì họ chỉ giỏi đóng kịch trước mặt mọi người thôi. Mình biết Duyên thích Hoàng Hải, nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa. Bây giờ Hoàng Hải đã có gia đình rồi, mà Linh cũng là bạn của tụi mình. Duyên đừng có xen vào chuyện vợ chồng của hai người họ nữa. Mình thà làm người thứ hai còn hơn không có gì hết.
Con thích em không? À, con gái cưng của mẹ. Anh Thiên đó. Con qua anh Thiên ẩm nha. Chưa có ai mà thích em bé như nó đó. Nó có thể ngồi hàng giờ để nhìn em nó ngủ. Ừ, anh hai ẩm con nha. Ừ, anh hai thương con. Con lấy tay. Để đây nè. Đúng rồi. Đó, giữ như vậy nè. Ô, con gái ơi. Đặt con bé xuống. Ai cho phép cô để cho thằng này chạm vào con tôi? Đừng bao giờ để cho bàn tay dơ bẩn của nó đụng vào cục cưng của tôi. Anh à, anh đừng có làm cho thằng bé nó sợ. Nó chỉ là đứa con nít thôi, có biết gì đâu. Đưa nó ra ngoài ngay. Nhanh lên. Qua đây con. Sao lại có thể cay nghiệt với một đứa con nít như vậy chứ? Tội là tội của người lớn. Nó biết gì đâu mà hất hủi hận thù nó. Anh có thể trừng phạt em như thế nào cũng được. Nhưng anh, em xin anh tha cho thằng bé đi. Cô đã dẫm đạp lên trái tim của tôi. Đã phản bội lại tình yêu của tôi dành cho cô. Giờ cô cầu xin sự tha thứ sao? Tôi đang phải sống và chịu đựng sự nhục nhã này từ các người. Gia đình của cô có truyền thống ngoại tình từ lâu. Giá mà trước kia tôi nghe lời mẹ tôi thì giờ đây tôi đâu có ân hận.